Đấy, được mỡ. Rồi, xin mời các bác xem thành quả này. Này chép khá quá. Ui. Chép khá quá. Xin chào các bác nha. Xin giới thiệu các bác, đây là vườn rau sạch nhà tôi. Đây là rau sạch ở quê. Thì bây giờ chúng ta trong cuộc sống thì bây giờ cái gì cũng phải sạch, từ thức ăn đến mồi câu. Thì hôm nay là xin giới thiệu các bác, đây là cái mồi câu mới của tôi. Đây là mồi câu ngũ cốc, sau một thời gian phát triển và thử nghiệm mấy tháng nay thì là tôi đã đi vào là sản xuất. Thì đã câu rất nhiều các video về sử dụng cái mài mồi ngũ cốc này rồi. Thì cái mài mồi này thì làm từ 100% từ các loại hạt, là rất là an toàn tuyệt đối cho cả người câu và môi trường. Cái mồi ngũ cốc này thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng để pha làm mồi xả trước nhé. Thì cái mồi này có thể vừa câu vừa xả được. Như tôi thì tôi khai câu là tôi sẽ dùng cái thính đen xả trước câu, còn câu bằng cái mồi này. Thì bây giờ xả chúng ta sẽ trộn một tỷ lệ. Đây ví dụ đong theo cốc. Khi mà tôi pha quen rồi tôi không cần đong cốc nữa. Nhưng mà anh em mà mới thì tôi làm cho nó chính xác. Thì bình thường là tôi pha quen rồi thì tôi không cần dùng cốc đong nữa. Thì hôm nay là sẽ quay để chi tiết hơn các bác tham khảo nhé. Thì cái ví dụ đây là ta sẽ pha một ngũ cốc đây, một mồi ngũ cốc chén nhỏ, một mồi ngũ cốc này. Một mồi chúng ta sẽ sử dụng 1/3 nước. Và nước thì ta lắc lại, sau chúng ta sẽ đảo đều lên. Thì cái này này, cái này thì nó là mồi 100% là cây mồi ngũ cốc nên là khi chúng ta pha thì ta phải đảo mạnh tay. Đấy. Nó sẽ hơi dính một chút nhưng mà chúng ta đảo đều rồi. Đây. Tôi nó sẽ là để dùng để xả này. Đấy. Mình xả nhé. Ok. Đây thì cái mồi câu chúng ta sử dụng tỷ lệ 32 thôi nhé. Đấy. 3 phần mồi này. Ba phần mồi và 2 phần nước. Chúng ta sẽ cho nó một lúc. Rồi. Ta sẽ để một lúc. Chỗ này chưa có rồi. Thơm quá. Ta sẽ để khoảng độ 1 phút cho nó hút nước. Sau khi là hút nước thì chúng ta sẽ đảo đều lên.
cần đảo vài cái là câu rồi. Bây giờ cũng là về được rồi. Bác nào mà muốn nó cứng hơn đấy, tôi hay pha này là pha mềm, còn muốn cứng hơn để quăng xa chúng ta cho thêm, chúng ta sẽ bớt nước đi, bớt nước thì khoảng độ 10 phần mồi, 6 phần nước đấy, tỷ lệ như thế đấy. Còn bác nào mà không quen mà đánh mềm ấy, không quen đánh mềm thì chúng ta có thể cho rắc thêm một ít cái sắt dao sợi này. Đây là cái sắt dao sợi, cái gọi nhiều nơi chơi từ nhẹ đấy. Đấy, chúng ta sẽ rắc một ít lên này. Bỏ cái tơ nhẹ này có phải đỡ lâu không? Cái này để một lúc nó sẽ hút. Đây. Thì cái này là nó sẽ có cái kết dính hơn. Đấy, nó hơi có tự. Cái này nếu cho nhiều thì có thể thật làm thành cái mồi vuốt. Cái này thì nó sẽ về nó sẽ dễ hơn. Cái bản thân của cái mồi ngũ cốc nó rất là tơi, nên chúng ta pha đúng tỷ lệ thì nó sẽ về được. Thì vừa rồi tôi vừa mới chia sẻ xong với các bác cách chúng ta trộn mồi ngũ cốc. Thì bác nào mà cần thông tin kỹ hơn, chia sẻ kỹ hơn thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua cái thông tin trên màn hình. Tôi xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video lần tới nhé.